Đó, chợ Đồng Ốc mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình đi mua hàng cho khán giả quý vị. Thì phải quay mặt. Quay về mà còn cái thằng đứng sau còn xuống nó quay mặt nó kỹ kỹ. Thì tới ngay mình thấy em nó ở trần, mình cũng không muốn quay quý vị. Mình mua cam cho khán giả quý vị. Thì cam sành Vĩnh Long hiện tại về cái loại em đang lựa. Hey, đẹp quá nha, bà cô này bà khó lắm á, đẹp bóng á. Thì 14.000 đồng ký quý vị, cái loại mình mua là 14.000 đồng ký, còn ngoài đây là 12.000 đồng ký nha quý vị. Thông tin đến quý khách hàng, quý khán giả gần xa đó, thì giá cam nó có lên nha quý vị. À, đó bỏ ra chứ mấy trái bả kêu đẹp bóng bóng á. Cái này nó đúng quay ra cái hợp đồng là hốt ngang quý vị, còn mình mua nhiều em nó du di cũng lựa cho mình vậy đó chứ. Ô này mỏng vỏ, này mỏng vỏ thấy ham luôn á, mà nó cái da của nó không đẹp thôi chứ mỏng vỏ mềm xèo như trái quýt vậy. Thì mình cũng bỏ ra một hè trái, mình vừa không vừa bụng đó quý vị, như nó vậy nè. Cái này tới ham quá mà thôi bỏ ra quý vị, chứ nhiều khi cô không chịu mình mua giùm mà quý vị. Đi chợ hậu á, thì video này á, mình đi chợ đó quý vị, các bạn xem hết video này chắc biết nhiều loại giá lắm, tại vì mình đi chợ từ đây tới sáng rồi mình làm có một cái video rồi quý vị. Chắc giá cả thôi ha, không biết bao nhiêu mà loại mà kể ăn coi. Căn dư nha, căn dư nha anh chú, cứ làm ơn dư cho tôi một miếng đây, nhiêu tiền tôi trả thêm, chứ để tôi đi tôi giao cho người ta mà nó thiếu kỳ lắm. Ê, kéo cái cân ra cái dựa đây, họ mắc ký không á. Tôi thì không ăn vàng ai mà. Đó mấy trái nữa chú. Rồi được rồi chú ơi, được rồi, đủ 20 ký rồi đó. Rồi cho dắt trái nữa luôn mà. Rồi cho dắt trái nữa luôn, cảm ơn nhiều. Rồi. Thì cam á, tình hình là cam là vậy nha quý vị. Chôm. Cho 10 mấy ngàn đồng ký quý vị. Này chôm chôm này không đẹp. Thôi thì chôm chôm Thái. Đó thì 12.000, 14.000 quý vị. Cam sành Vĩnh Long nha quý vị, cái giá cam sành Vĩnh Long hôm nay. Bây giờ là 12 giờ đúng luôn quý vị. Bây giờ 12 giờ đúng. Mình mời khán giả kênh Chợ Đồng Ốc một đi chợ hậu với mình nha quý vị, biết rất là nhiều loại giá luôn. Thì nói ngay mình cũng nhiều khi mình cũng hỏi rồi mình không có mua quý vị, mình mua loại nào mình hỏi loại đó quý vị. Rồi bây giờ là 2:15 thì 770. Khán giả mình kêu mua chôm chôm Thái quý vị, mà chôm chôm Thái chợ này không có hàng mà nó xấu quá quý vị, mình mua chôm chôm nhãn. Chôm chôm nhãn này thì hai mươi bốn ngàn, mình lấy thùng này quý vị, 24.000. Chôm chôm nhãn không có, ấy chôm chôm Thái không có. Củ sắn này cũng 6.000 ký quý vị, bịch 60.000. Sabo 16.000 quý vị, sabo này 16.000 đẹp ghê. Ở mảng cầu này nó 35 hả? Mảng cầu 35 thùng nó nhiêu ạ? À? Cứ cân ký lên hả? À nó cân ký lên, còn sabo thì thùng nhiêu? À cân ký nó. À cái kiểu sabo với mảng cầu cân ký quý vị. Mảng cầu 35 sabo 16.000, mảng cầu 35.000 ký sabo 16.000. Chôm chôm nhãn 24.000 quý vị. Thì mình đi đến đâu mình cập nhật đến đó quý vị. Rồi vậy lấy thùng chôm chôm nhãn này chú đi. Để xe chú đi. Vô này mình mua hàng cho cô Vân. Cô Vân ở đường Võ Văn Kiệt. Rồi lấy đó ràng lại cho chú đàng hoàng ấy. Chứ chôm chôm Thái dởm quá thôi.
bà dặn mà, bà dặn phải ngon, ngon cho cô. Ngon cho cô, ngon cho cô mà con thấy không ngon con đổi lời khác cho cô luôn. Không biết có bị mất khách hàng không. Chôm chôm này có 8 ngàn nha quý vị. À, chôm chôm này 8 ngàn hả? Hả? 8 ngàn hả? Chôm chôm 8 ngàn. Vậy vậy lấy ra 1 cây đây. Lấy 10 ký tại tao mua loại khác rồi mà giờ còn dư ký nữa chắc chắc tao bị đòn quá. Mà nó ngay tại chôm chôm Thái nay dởm quá không dám lấy. Này 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 8 ngàn rồi review luôn. Chôm chôm Long Khánh 8 ngàn. Đó rất đẹp không? Chôm chôm Thái vậy sao dám lấy trời. Thấy không? Con dám lấy cho anh cô. Con đổi cho con cái thùng khác. Rồi con mua mắc hơn. Mắc không còn cả tiền mắc hơn. Không đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu mình. Khán giả mình đạt hả quý vị? Mà không đạt. Không dám lấy. Bộ này như là 9 ngàn hả? Hả? Vậy sao đám lái trời. Thôi thấy chôm chôm cho chôm nhãn đẹp hơn. Đấy. Hai giờ 20 phút. Dạ, ông bán đó, ông nói để riêng cho mình uy tín ra ngoài đó. Rồi, 10 ký. Hàng đó có đặc biệt đó. Đặc biệt không? Mua 10 ký mang quý vị. Mang mạnh tông 15.000 ký. Trời ơi, nó đen, nó đẹp đựng nó luôn. Mình đặt ống thời hồi sớm, hồi chiều á. 10 ký. Ê coi chừng đụng ở trong cái vỏ kìa. Đây 11 ký lấy luôn không? Thì giờ lỡ rồi lấy luôn chứ không lẽ. Giờ lấy luôn chứ không lẽ cây măng bỏ ra làm đôi. Rồi lấy 11. Mà có dư không đó đông cộng lại không bỏ lên đi cứ cần dư tuần miếng đi. Thế là không cộng là cha. Ai không nói không đủ 11 đâu mà dư dư. Mày là mấy cái sạch đó. Thấy không? 11 ký giác. Mấy giác luôn không? Giác. Rồi 11 ký lấy luôn 11 ký. Rồi. Siêu măng này là siêu sạch đó. Siêu sạch phải không? Rồi măng tre mạnh tông 15.000 ký quý vị. Đây mình mua bí quý vị. Bí. Một bịch bí cho khán giả nữa là kết thúc quý vị. Ồ sẵn đây mình hỏi giá dưa leo với là cà bắp quý vị, mình hỏi vòng cũng không có nhiều. À, ông anh cái này như nhiêu mịch à? Dưa leo nè 60 hả? À, dưa đẹp là 60, một bịch là 6.000 ký quý vị. Ủa cà bắp này nhiêu ký rồi chị Sương? Đậu bắp 12.000. Để đây chị Sương có bán dưa leo đậu bắp nè quý vị. Rồi khổ qua nè, cải ngồng nè. Rồi mình mua bí đây quý vị. Đâu bịch bí mình đâu à? Bịch bí đây hả? Bịch bí tôi đây hả? Khổ qua nhiêu chị Sương? Khổ qua này 13.000 quý vị. Thì giá cũng mang tính tham khảo thôi với quý vị. Còn chợ nó lên xuống vậy đó quý vị. Chị đây thấy chị có bán dưa leo bầu quý khổ qua đó quý vị, là sẵn mình đi cho thổ đó, mình hỏi luôn cho quý khán giả luôn. Nếu
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt, bye bye. À, bí 9.000 của chị đi đào 9.000 mua mà quên nó giá để review luôn. Còn quên này hỏi mẫu, thấy hai bà đó nói chuyện lớn tiếng quá mình không hỏi tiếp, cái gì thôi bye bye nha quý vị, bye.